Rồi. Bữa nay mình sẽ giải tiếp bài hai bài hành học cuối cùng của phần ôn tập chương 3, bài 9 và bài 10. Thì bây giờ mình sẽ xem đề bài số 9 nha. Xem đề bài số 9. Đây. Đây là đề số 9. Câu số 9 nha. Số 9. Đề viết như thế này, cho đường tròn O. Cho đường tròn O này nghĩa là đường tròn tâm O. Hai tiếp tuyến AM và AN cắt nhau tại M và N. Vẽ các tuyến ABC cắt ON sao cho AB bé hơn AC. Gọi D là trung điểm của BC. Đây này, gọi D là trung điểm của BC. Bỏ chỗ này đi ha, đọc tiếp này. Tia ND cắt đường tròn O tại điểm thứ hai. Chỗ này là điểm, điểm thứ hai là E. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh tứ giác AMON nối tiếp đường tròn, chứng minh AM bình bằng AB nhân AC. Thấy cái chỗ này nè, thường chỗ này thì mình sẽ sử dụng gì? Tam giác đồng dạng, đúng không? Rồi, góc AMN bằng góc ADN và OD vuông góc ME. Bây giờ mình sẽ xử lý bài số 9 này như sau. Bây giờ vẽ cái đường tròn này, cho đường tròn tâm O hai tiếp tuyến, vẽ đường tròn trước. Đây. Tôi đã vẽ sẵn cái đường tròn. Đường tròn này là đường tròn tâm O. Được chưa? Hai tiếp tuyến AM và A gì? AN. Hai tiếp tuyến AM và AN. Vẽ tiếp tuyến. Thường đường hình tròn thì mình sẽ vẽ cái tiếp tuyến nào bên đây. Hay nào bên đây, bên nào cũng được hết á. Giờ vẽ bên đây ha. Muốn kẻ tiếp tuyến thì mình sẽ kẻ bán kính. Hai tiếp tuyến AM và AN cắt nhau tại MN là tiếp điểm. Nghĩa là tiếp tuyến AM AN tại MN, có nghĩa là MN nghĩa là tiếp điểm nha. Để có thể viết thiếu á. Tại MN. Bây giờ vẽ đi. Nhân chỗ này thì đơn giản mà, đúng không? Rồi, tiếp tuyến gì đây? AM. Thì bây giờ mình muốn kẻ tiếp tuyến á, thì mình sẽ kẻ cái bán kính ra. Đúng không? Kẻ bán kính. Muốn kẻ tiếp tuyến thì phải kẻ bán kính trước. Đo xuống đây cho nó ngang nha. Cho nó bằng nhau. Rồi. Rồi bây giờ nói nè. Vừa tiếp xúc thôi. Được chưa? Rồi này cũng nói là vừa tiếp xúc thôi. Rồi. Vậy đây là A đi. A nằm đây đi. Được chưa? Tiếp tuyến. Tiếp tuyến gì? A gì đây? AM. Và A gì? AN. Vậy MN chính là tiếp điểm, đúng không? Kiều vuông góc vào. Tiếp tuyến thì phải ký hiệu vuông góc vô. Ok. Rồi, tiếp tục. Gì nữa đây? Vẽ các tuyến ABC. Các tuyến ABC cắt ON. Nghĩa là nằm đây. ON dưới đây. Đúng không? Vậy như vậy thì các tuyến là gì? Các nghĩa là, các nghĩa là gì? Các là cắt. Tuyến là một đường thẳng. Các tuyến là một đường thẳng. Nó cắt các đường thẳng khác, hoặc là cắt các đường tròn, hoặc là cắt các đường cong. Được chưa? Các tuyến nghĩa là một đường, ví dụ trong bài này là đường tròn. Như vậy các tuyến là một đường thẳng, và cái đường thẳng này nó phải cắt cái đường tròn tại hai điểm. Nhớ nghe, các tuyến, các là cắt, tuyến là đường, các tuyến là một đường thẳng nha. Trong đường tròn thì các tuyến là một đường thẳng cắt cái đường tròn này tại hai điểm. Như vậy thì mình đọc đây nè. Vẽ các tuyến ABC. Vậy đây là A nè. Bây giờ mình sẽ vẽ B và C, đúng chưa? Cắt ON sao cho AB bé hơn AC, cắt ON. Như vậy các tuyến mình vẽ trên đây được không? À, nếu mình vẽ trên đây là nó cắt OM rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó đòi cắt ON, vậy thì mình phải vẽ xuống đây. Được chưa? Cắt ON. Các tuyến thì cứ vẽ thẳng thôi. Không gì phải sợ, đúng không? Đây, vẽ lại. Vẽ lại vô đó. Đó. Các tuyến là một đường thẳng, nó cắt đường tròn tại hai điểm. Sao cho gì đây? Các tuyến ABC. Như vậy ABC, nhưng mà mình phải đặt như thế nào, đúng không? Như vậy người ta yêu cầu là AB bé hơn AC. Như vậy
AB, vậy B phải nằm đây. Đoạn AB và C phải nằm đây. Vậy các tuyến này A, B, C. Được chưa? AB, đoạn AB như đây, đoạn AC nó dài hơn, là AB bé hơn AC. Rồi, được chưa? Rồi bây giờ D là trung điểm của BC. BC, đây là BC nè. Vậy lấy trung điểm, mình chia cho nó bằng nhau nhé. Tôi chia bằng cơm 3 cho nó lẹ. Tôi nhắm đại cái tôi quay. Nếu tôi quay từ bên đây qua bên đây, à, nó quay nè, nó quay khớp luôn này. Vậy ngay này chính là trung điểm. Tôi chia lẻ đó, tôi nhắm này, cái tôi quay mà nó cơm 3 nó qua hai đầu, chắc chắn chỗ này phải là trung điểm thôi. Đây là trung điểm, vậy chỗ này với chỗ này phải bằng nhau. Được chưa? Tiếp tục nè. Rồi. ND cắt đường tròn. Bây giờ mình giải trước đi. Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp. Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp. Chứng minh tứ giác này nội tiếp được không? Khá đơn giản đúng không? Tại vì mình có góc M vuông, góc N vuông, hai góc đối diện cộng lại 180. Như vậy thì mình ta có góc AMO bằng 90 độ. Vì AM là tiếp tuyến. ANO bằng 90 độ, tại vì AN là tiếp tuyến của đường tròn. Ồ, suy ra góc AMO cộng ANO bằng 180 độ. Ok chưa? Bây giờ chứng minh nè, tôi đã chứng minh rồi. Giờ nói thôi. Rồi. Câu A nè. Chứng minh nè. Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp. AMON nội tiếp. Rồi, đầu tiên là xét tứ giác này. Muốn chứng minh nó nội tiếp thì phải xét nó. Được chưa? Xét tứ giác AMON có góc AMO bằng 90 độ vì AM là tiếp tuyến của đường tròn. Ồ. À, vì AM là tiếp tuyến tại M, đúng chưa? Tiếp. Rồi, A gì đó, AMO rồi đến ANO, góc ANO cũng bằng 90 độ. Vì AN là tiếp tuyến của đường tròn, O tiếp tuyến tại N. Ok chưa? Rồi suy ra hai góc này cộng lại bằng nhiêu? 180, hai góc đối diện nha. AMO cộng ANO bằng 90 độ cộng 90 độ bằng 180 độ. Khi mà hai góc đối này cộng lại bằng 180 độ, như vậy thì tứ giác AMON như thế nào đấy? Nội tiếp. Và tâm của tứ giác này chính là trung điểm, hai góc vuông cùng nhìn cạnh OM. Như vậy tâm của tứ giác này chính là trung điểm của OM, M. Ok. Nhưng mà người ta không kêu xác định tâm thì thôi, được không? Suy ra AMON nội tiếp. Xong câu A. Dễ không nào? Câu A là câu dễ kiếm điểm nhất đúng không? Rồi bây giờ đến câu B này. Câu B nha. Chứng minh AM bình, à, tôi hướng dẫn trước. Chứng minh AM bình. Chứng minh AM bình bằng AB nhân AC. Chứng minh AM bình bằng AB nhân AC. Rồi. AM bình bằng AB nhân AC. Như vậy thì mình sẽ lồng vào hai tam giác. Như vậy bây giờ AM mình làm đại ha, mình cứ suy nghĩ đại, xét tam giác. Ở đây AM bình nghĩa là có hai cái AM ở đây. Thì bây giờ AM gì đây? AMB. Cứ ghi đại ra. AMB và tam giác AM gì đây? AMC. Bắt đầu mình sẽ nhìn vào hai tam giác đó trước. AMB. AMB. Rồi A AMB rồi AMC. Thì thấy gì đây? AMB và AMC nó là cái đặt. Nó là AMB nó lại ha. Rồi, AMB, AMC nó lại. Mình thử coi nó có đồng dạng không, đúng không? Rồi. AMB. Rồi AMC thì rõ ràng nó giống nhau cũng gì đây? Góc A. Như vậy góc A là chung của hai cái tam giác này, đúng chưa? Góc A là chung, như vậy để A trước. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Nè. AMB. Góc M này là góc tạo bởi gì? Tiếp tuyến AM và dây BM. Rồi, góc C này là góc gì? Góc nội tiếp chắn cung. Góc này nè. Góc này là chung rồi. Như vậy thì cái góc này
sẽ bằng cái góc này. Trong cái tam giác nhỏ là AMB sẽ có góc M. Trong tam giác lớn AMC sẽ có góc gì? Góc C. Tam giác nhỏ và tam giác lớn nó cùng giống nhau là góc A rồi, là một góc rồi, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ tìm thêm một góc nữa. Là trong tam giác nhỏ thì có góc gì? M. Trong tam giác lớn thì có góc gì? Góc C. Góc M sẽ bằng góc C. Tại sao? Tại vì AMB thì góc M này là góc tạo bởi tiếp tuyến AM và dây gì đây? BM. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Và góc này nó chắn cùng gì đây? MB. Đúng chưa? Như vậy thì góc AMB là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng 1/2 số đo cùng bị chắn, nghĩa là bằng 1/2 số đo cùng gì đây? Số đo cùng BMB. Đúng chưa? Rồi tiếp tục. MCB. MCB. Góc MCB. MCB là góc gì nhỉ? MCB là góc nội tiếp, đúng không? Nội tiếp cái đường tròn O này. Và góc này nó chắn cùng gì đây? MB. Vậy góc nội tiếp bằng 1/2 số đo cùng bị chắn, nghĩa là bằng 1/2 số đo của cung MB. Như vậy thì góc này bằng 1/2 cung MB, số đo cung MB. Rồi, góc này cũng bằng 1/2 số đo cung MB. Như vậy thì góc này và góc này phải như thế nào đây? Bằng nhau. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng góc nội tiếp cùng chắn một cung. Như vậy thì hai tam giác này nó sẽ đồng dạng theo trường hợp góc. Ok. Bây giờ mình sẽ giải nha. Đây nè. Và bây giờ sắp xếp như thế nào chứ? Sắp xếp đầu tiên á là góc A nói chung rồi, nên để A của tam giác nhỏ và A của tam giác lớn để đứng đầu. Tiếp tục góc gì? Góc M của tam giác nhỏ nó bằng góc dưới góc gì của tam giác lớn? Dưới góc C của tam giác lớn. Do đó góc C phải để trước rồi mới tới chữ gì? M. ACM. Vậy xét hai tam giác này AMB và tam giác ACM, đúng không? Rồi tôi đã giải rồi, giờ chứng minh thôi nha. B nha. Rồi, câu B nè, chứng minh cái này. Thì bây giờ mình sẽ xét tam giác AMB. Vì sao xét nó thì tôi đã nói rồi, AMB và AMC. Nhưng mà vì A với A phải bằng góc A của tam giác nhỏ bằng góc A tam giác lớn. Góc M của tam giác nhỏ bằng góc C của tam giác lớn. Phải để tương ứng với nhau, được chưa? Còn cái góc còn lại thì dục ra sao? Rồi, xét hai tam giác này. Rồi, thứ nhất là chung góc gì đây? Góc A, nên mình nói là góc A chung. Góc A là góc chung của hai tam giác. Được chưa? Tiếp tục góc gì? Góc M là AMB. BMA. BMA hay AMB gì cũng được, nghĩa là góc M này bằng góc gì? BMC. BMC hay là MCB cũng được. Đó. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng góc nội tiếp cùng chắn cung MB. Có nghĩa là cái góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây, góc này là góc nội tiếp, và hai góc này bằng nhau vì cùng chắn cung gì đây? MB. Được chưa? Suy ra hai tam giác này đồng dạng. Hai tam giác ở trên này đồng dạng. Theo trường hợp góc lập tỷ số nè. Ở đây người ta là AM đúng không? Thì mình phải lấy AM ra. AM là hai chữ đầu. Lấy AM ra. Bên đây lấy hai chữ đầu thì bên đây phải lấy hai chữ đầu là AC. AM trên AC. Nghĩa là AM với AC lấy rồi, như vậy còn AB đúng không? Vậy AB là chữ đầu và chữ gì đây? Chữ cuối. Bên đây lấy AB chữ đầu và chữ cuối. Thì bên đây lấy gì? Chữ đầu và chữ cuối là AM, AM. Dục chéo lên, AM nhân AM sẽ bằng AM bình. Dục chéo lên là AB nhân A, AC. Được chưa? Đây là điều phải chứng minh, nó ra được cái này. Đó. Dạ, mình thấy ghi là điều phải chứng minh. Rồi, kết thúc câu B. Được chưa? Đơn giản không nào? Rồi, bây giờ tiếp tục đến câu C nào. Câu C là chứng minh góc C nha, là chứng minh góc AMN. Chứng minh, tôi ghi đây là chứng minh góc AMN bằng góc ADN. Rồi, và OD vuông ME. Đó.
Đấy. Đây, cái đề như thế này. Bây giờ làm như thế nào đây? Đây. Bây giờ đến đây này thì bắt đầu mình mới kẻ cái chỗ này. OD dung ME. Đó, bây giờ mình sẽ kẻ nè, tại vì nó liên quan đến OD rồi. Thì bây giờ mình phải nói OD lại. Được chưa? ME nó lại. Thì bây giờ mình coi nè, tia ND mình kẻ tiếp đây nha. Tia ND. Cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là E. Tia ND. Cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là E. Tia ND nói nha. ND thì nói ND thôi. Cắt đường tròn O thì đường tròn này là đường tròn O. Này, nói ND lại. Cho màu đỏ đi. Tia ND. Đó, đây là tia ND nè. Cắt cái đường tròn O tại điểm thứ hai, đây là điểm thứ hai nè. Là gì đây? TND cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là E. Vậy ngay nên là E. Rồi. Bây giờ chứng minh góc AMN. AMN nó là AMN, AMN là cái góc lớn. AMN là cái góc này. Đó, chứng minh cái góc này. Đó. Góc AMN là cái góc này. Được chưa? Bằng góc ADN. ADN. AMN bằng góc ADN là cái góc này. Đó. Bây giờ mình sẽ chứng minh cái góc này nè, bằng cái góc này, chứng minh như thế nào. Thì rõ ràng mình thấy nè, cái góc này nó đang nhìn cung gì đây? AN. Rồi cái góc này nó cũng đang nhìn cung gì đây? AN. Giá như tứ giác bự này như thế nào đây? Nội tiếp. Thì hai góc này nó cùng nhìn một gì đấy? Một cung, thì nó sẽ bằng bằng nhau. Giá như tứ giác bự nội tiếp. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh tứ giác này nội tiếp. Bây giờ mình sẽ nói là tứ giác này AMDOM. Nè, AMDON này nội tiếp. Đó. Thì góc vuông này, góc này nè, nó chắn cung gì đây? AN. Góc D này cũng chắn cung AN. Vậy hai góc này như thế nào? Bằng nhau. Đó là cái định hướng. Bây giờ mình kẻ nha. Rồi. Hồi nãy mình đã chứng thì khi nào mình nè, D là gì của dây BC? D là trung điểm của dây BC. Như vậy OD là đường kính. Đường kính thì sẽ như thế nào với cái dây? Vuông góc với cái dây. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ chứng minh tứ giác AMODN này nội tiếp. Chứng minh như thế nào đây? Nghĩa là mình sẽ chứng minh 5 điểm. 1. AMODN này thuộc đường tròn. Đó. Chứng minh 5 điểm này thuộc đường tròn. Thì tứ giác này sẽ nội tiếp. Đó. Chứng minh như thế nào đây? Chứng minh như thế nào đây? Chúng mình làm sao để 5 điểm này thuộc đường tròn? Đầu tiên á là mình phải nói cái góc D này vuông trước, đúng chưa? Đầu tiên mình chứng minh tứ giác AMOD này nội tiếp trước. Sau đó mình sẽ chứng minh tiếp AMOD này nội tiếp, được không? Thứ nhất là mình có góc AMO này bằng 90 độ rồi. Tại vì MO là AM là tứ tuyến nên cái góc AMO này bằng 90 độ. Rồi ADO này cũng bằng 90 độ. Tại vì OD, BC, D là trung điểm của dây BC. Vậy OD là đường kính. Có nghĩa là suy ra OD vuông góc BC, quan hệ đường kính và dây. Vậy góc này vuông. Như vậy thì hai góc đối diện cộng là góc M cộng góc D này cộng là bằng 180, 80 độ. Đúng chưa? Như vậy thì góc A MOD này như thế nào rồi? Tứ giác AMOD này như thế nào rồi? Nội tiếp. Mặt khác, góc AMON lại như thế nào nữa? Nội tiếp nữa. Anh này nội tiếp với anh này, mà anh này lại nội tiếp với anh này. Vậy thì tất cả này như thế nào đây? Nội tiếp. 5 điểm này đều thuộc được rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ chứng minh nha.
Khi mình đã chứng minh cái 5 điểm này thuộc đường tròn rồi thì mình sẽ nói M này nhìn ai? AN. Là góc M này là góc nội tiếp, góc D này là góc nội tiếp và hai góc nội tiếp này cùng chắn cung AM thì hai góc này sẽ bằng nhau nhé. Đầu tiên để tôi vẽ hai cái bài này. Bây giờ mình sẽ chứng minh cái góc D này nè bằng 90 độ trước nha. Rồi, xét đường tròn O. Xét đường tròn O là cái đường tròn lớn. Đó, xét đường tròn O. Có D là trung điểm của dây B, BC, chia ra OD vuông góc là BC, mở ngoặc ra, quan hệ đường kính và dây. Đây, D là trung điểm của dây BC, giả thiết. Để cho nãy D là trung điểm của BC, đúng không? Rồi, chia ra OD vuông góc là BC, quan hệ đường kính và dây. Khi OD vuông góc là BC thì góc ODA này phải bằng nhiêu? 90 độ. Như vậy thì mình đã chứng minh anh này 90 độ rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ xét tứ giác AMO OD, đúng chưa? Tôi đã giải rồi nên tôi nói thôi, nó sẽ rất là nhanh. Xét tứ giác AMOD có góc gì? AMO bằng 90 độ. Vì AM là tiếp tuyến tại M, M tiếp tuyến của đường tròn. Đó. Góc này bằng 90 độ. Rồi góc ODA cũng bằng 90 độ, chứng minh trên, mình vừa chứng minh nãy. Như vậy suy ra hai góc đối diện này cộng lại bằng 180 độ. Đó. Suy ra tứ giác này nói, nói tiếp. Xong. Mặt khác góc AM AMON như thế nào nữa? Mà tứ giác AMON lại nội tiếp đường tròn, chứng minh trên ở câu A. Được không? Nghĩa là góc AMOD này, AMOD này nội tiếp, rồi AMON này nội tiếp. Như vậy tất cả các điểm này phải như thế nào? Thuộc tròn. Suy ra 5 điểm AMODN cùng thuộc một đường tròn. Suy ra 5 điểm AMODN thuộc đường tròn. Được chưa? Kịp chưa? Hiểu không? Hiểu tại sao thuộc đường tròn không? Tại vì đây nè, góc AMOD này nó thuộc đường tròn, nó nội tiếp rồi đúng không? Như vậy tâm nó chính là ai? Tâm nó chính là trung điểm của OA. Được chưa? Rồi tứ giác AMON này cũng như thế nào nữa, nội tiếp, mà tâm nó chính là ai luôn? Tâm nó cũng chính là trung điểm của OA luôn. Được chưa? Nghĩa là các cái này có tâm là trung điểm của OA, như vậy tất cả này phải nội tiếp, kịp chưa? Hai góc vuông cùng nhìn vào OA. Nè, M với N là hai góc vuông cùng nhìn vào OA. Đó, thì nội tiếp. Tâm nó chính là trung điểm OA. Rồi AMOD, tâm nó hai góc vuông cũng nhìn vào ai? Cũng nhìn vào OA. Vậy tất cả các điểm này phải thuộc được tròn thôi. Được chưa? Tại vì nó có tâm là trung điểm của OA. Đó. Vậy suy ra 5 điểm này thuộc đường tròn, cùng thuộc một đường tròn. 5 điểm là gì? AMODN thuộc đường tròn. Rồi, suy ra khi mà 5 điểm này thuộc đường tròn, nghĩa là khi mà nó nội tiếp rồi, 5 điểm này thuộc đường tròn thì sẽ có một cái đường tròn bao quanh nó. Sẽ có một đường tròn bao quanh 5 điểm này. Sẽ có một đường tròn bao quanh 5 điểm này. Khi nó bao quanh rồi thì rõ ràng ở đây nó sẽ có một cái cung nè. Vậy góc AMN nhìn vào cung gì đây? AN. Rồi ADN là góc nội tiếp cũng nhìn vào cung AN. Như vậy suy ra góc AMN bằng ADN, hai góc nội tiếp cùng chắn cung AN. Đó, như vậy thì mình đã giải quyết xong ý thứ nhất, là chứng minh cái góc này bằng cái góc này. Tiếp tục, cái ý thứ hai nha. Bây giờ ý thứ hai là chứng minh OD dung ME. Bây giờ mình chứng minh OD dung ME. Nói lại nha. OD dung ME. Ý thứ hai á là chứng minh OD dung ME. Này. Chứng minh mình đã giải quyết ý thứ nhất rồi. Bây giờ ý thứ hai là chứng minh OD vuông góc với ME. Bây giờ mình sẽ vẽ nha. OD dung ME. OD ở đây vuông với lại ME, nó ME là. Đó. Nó màu đỏ đi cho nó đẹp. Cho nó đẹp màu mè quá lẹ nè. Đó. Rồi, chứng minh cái đường OD này nè. Cái đường OD này sẽ vuông góc với ME. Như vậy thì mình muốn chứng minh OD vuông với ME thì mình phải chứng minh như thế nào? Mình có OD vuông góc là BC,
Giá như BC lại song song với ME thì OD sẽ vuông với ME. Đúng không? OD vuông góc là BC. Giá như BC lại song song với ai? ME thì OD sẽ vuông ME. Anh này vuông với anh này mà anh này với anh này lại song song thì anh này sẽ vuông với trên luôn. Hai đường này song song thì đường thẳng này cũng chạy thẳng lên luôn thì vuông góc với nhau luôn. Đúng chưa? Thì bây giờ đó là cái định hướng của mình. Đó là định hướng thứ nhất là mình sẽ chứng minh hai này song song. Mình làm thử có được hay không? Mình suy nghĩ coi. Mình chứng minh như thế nào? Suy nghĩ coi nào. Suy nghĩ được không? Suy nghĩ được không? Cho suy nghĩ nào. Rồi, nói nha. Rồi bây giờ mình nhìn nha. Cái góc này nè, A mà nè, thường á cái dự kiện á nó vừa cho chứng minh câu trước thì chắc chắn cái dự kiện của câu trước nó là cái tiền đề để cho làm cái câu sau. Nhớ cái điều đó, trong hình học là như vậy. Ví dụ câu A, câu B, câu C, mình đã giải được câu A thì khi mình giải câu B thì thường á cái dự kiện sẽ là nằm ở câu A. Mình đã vừa làm xong. Thì bây giờ mình sẽ có cái góc E này. Góc E này, góc MN trong cái đường tròn O này thôi, nhìn cái đường tròn này thôi nha. Góc MN này là góc nội tiếp. Và cái góc này nè, nó nhìn cung gì đây? Cung MN. Đúng chưa? Rồi góc AMN, góc AMN là góc tạo bởi tiếp tuyến AM và dây MN. Góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Và góc này nó đang nhìn cung gì đây? MN. Như vậy thì rõ ràng góc M này sẽ bằng với góc E này. Góc nội tiếp, góc này chắn cung gì đây? MN. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cũng chắn cung gì đây? MN. Như vậy thì góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây sẽ bằng với góc nội tiếp cùng chắn một cung. Như vậy thì góc tạo bởi tiếp tuyến và dây này, nghĩa là góc M này sẽ bằng góc E này, vì cùng chắn cung gì đây? M nè. M bằng E. Đúng chưa? M bằng E. E nè bằng M. Lại nè, E bằng M mà M là bằng D. Vậy D bằng E. Kịp chưa? Tính chất bắt cầu. E bằng M, E bằng với M, mà M bằng với D thì D sẽ bằng với E. Ok không? D bằng E. Thì rõ ràng khi D bằng với E, như vậy thì hai đường thẳng này song song, hai đường thẳng này mình sẽ chứng minh hai đường thẳng này song song. Vậy góc E này sẽ bằng với góc gì? Góc D. Vì cột vị thế gì đây? Góc E này nè nằm ở dưới, góc D này cũng nằm ở dưới, một cắt tuyến cắt ngang hai anh nằm dưới. Đây là vị thế đồng vị. Khi mà đồng vị thì dẫn đến ME song song là B, BC. ME song song BC. Ok chưa? ME song song BC. Mà OD lại vuông góc là BC thì dẫn đến OD sẽ vuông góc ME. Đó là điều phải chứng minh. Ok. Thắc mắc gì không nào? Giải đi. Rồi bây giờ tôi sẽ giải nha. Rồi. Chia lại ra. Bây giờ mình sẽ chứng minh là OD vuông góc ME đúng không? OD vuông ME. Thì bây giờ mình sẽ xét cái đường tròn O này. Xét đường tròn O. Xét đường tròn O. Thì có góc AMN bằng góc gì? MEN. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng với góc gì? Nội tiếp cùng chắn cung MN. MN. MN đây nè. Bằng với góc gì? AMN. Rồi góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng góc nội tiếp cùng chắn cung MN. Ok chưa? Góc này sẽ bằng góc này. Mà góc M này là AMN sẽ bằng góc gì? AD. ADN, đúng chưa? Mà AMN bằng AB, ADN chứng minh trên. Anh này bằng anh này. Mà anh này lại bằng anh này, vậy dẫn đến anh này và anh này như thế nào? Bằng nhau. Sira MN bằng ADN. Được chưa?
Rồi. Khi hai này bằng nhau rồi thì mình sẽ mà góc MN và góc ADN này bằng nhau ở vị trí đồng đồng vị. Tại vì anh này nè, nó đang nằm ở dưới nè. Anh này góc này cũng đang nằm dưới một cắt tuyến nè, cắt ngang này. Hai đường thẳng, một cắt tuyến cắt ngang, nó đều nằm dưới hết. Vậy hai này vị thế đồng vị. Rồi. Khi mà nó đồng vị thì dẫn đến là BC sẽ song song với là ME. Ok chưa? Mà anh OD này lại vuông với là BC, mà OD này lại vuông với BC. Chứng minh trên. Tại vì D là trung điểm của BC, D là trung điểm của dây BC, vậy OD vuông góc BC, quan hệ đường kính và dây mình đã chứng minh ở câu trên đúng không? Trên. Rồi. Mặt khác BC lại vuông góc OD, chứng minh trên. BC song song M nè. Anh này BC với M là song song. Mà anh OD này vuông với lại BC, hai đường này song song, mà đường này lại vuông với đường này thì dẫn đến đường này sẽ vuông với đường này, nghĩa là OD sẽ vuông với ME. Suy ra OD vuông ME, đây là điều phải chứng minh. Kết thúc bài. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại cái bài này nha. Thôi, một bài học giải nửa tiếng nha. Tại vì giảng nó hơi lâu thôi chứ mấy đứa giải biết giải nhanh lắm. Rồi, bây giờ sẽ xem cái đề trước nha. Đây là cái đề câu chính này. Rồi, đây là cái hình này. Đó, đây là cái hình. Rồi, tiếp tục câu A nè. Rồi, đáp án của A nha. Đó, tôi ráp vào để cho mấy đứa xem. Đây, câu A nè. Đó. Câu B nè. Ok. Ơi, này có nhầm. Cái này 70 rồi. Rồi, 79 rồi nha. Ui, nhầm nha. Lại nào. Đáp án này. Rồi. Ok nha. Này là MB ha, MB. Rồi, câu C rồi, tiếp tục nè. Tiếp tục câu C nữa nè. Đó. Rồi, câu D luôn ha. ABC thôi. Rồi, kết thúc bài số 9. Rồi, bây giờ đến bài số 10 nè. Bài số 10 của tôi cũng phải dành vừa rồi nha. Bài số 10 của tôi chứng minh nhiều lắm. Chứng minh anh này nổi tiếp nè. Chứng minh 4 điểm này trên đường tròn, nghĩa là chứng minh tứ giác BCF này nổi tiếp luôn đó. Nằm trên đường tròn, thuộc đường tròn, nghĩa là nổi tiếp đó. Hai này đều chứng minh nổi tiếp nè. Anh này chứng minh gì đây? Đồng dạng. Anh này cũng chứng minh gì đây? Đồng dạng. Đó. Được, chứng minh đồng dạng. Tại vì khi mình thường làm bài á, và tôi chắc chắn một điều là mình giải toán hình học của lớp 10 này, khi mình thi bất cứ thi học kỳ 2 hoặc là thi kiểm tra hoặc là thi vào lớp 10 thì cái câu chứng minh nội tiếp luôn luôn có, câu thứ hai là chứng minh đồng dạng luôn luôn có, còn các câu còn lại thì nó rất là đa dạng. Và tôi hy vọng là mấy đứa nắm được cái vấn đề là chứng minh được nội tiếp, chứng minh được đồng dạng, thế là đã ổn rồi. Đối với tôi như vậy là đã quá đủ, quá ổn. Thấy chưa? Còn đại số thì chắc chắn phải làm được tất cả. Còn riêng hình học chỉ cần làm gì? Chứng minh nội tiếp, chứng minh đồng dạng là được. Còn những cái khác không cần quan tâm. Tại vì những cái khác nó cao xa, nó khó lắm. Thấy không? Mình chỉ cần điểm 8, điểm 9 là đủ rồi nha. Điểm 10 thôi nhờ người khác cao siêu hơn. Rồi bây giờ bài số 10, vẽ hình đi nào. Để tôi vẽ cái hình tròn ở đây, chưa vẽ hình tròn. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Đấy, đường tròn tâm O. Thì bây giờ mình sẽ để vẽ đường tròn tâm O vào. Giờ tôi vẽ cái hình cái. Vẽ cái đường tròn ra.
Rồi. Đây, vẽ xong đường tròn này. Cho đường tròn tâm O. Tâm là O. Rồi. À, tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn. Tam giác nội tiếp đường tròn, nội là nằm bên trong nhá, ngoại là nằm bên ngoài. Như vậy thì cái tam giác nội tiếp đường tròn nghĩa là cái tam giác này nó sẽ nằm ở bên trong cái đường tròn. Vẽ đi nè. Và nhọn thì đừng vẽ vuông nha. Cái vẽ đại thôi, chẳng có gì suy nghĩ. Có dự kiện gì ghê gớm không? Không đúng không? Vẽ đại thôi nào. Rồi. Vẽ đại. Đây là gì? A. Đây là B. Là C. Ok. Gì nữa nào? Đường cao nó lại giống với cái bài bữa trước mình đã học rồi, đúng chưa? Đường cao gì đây? Đường cao AD. Đường cao AD. A đâm thẳng xuống tạo nên đường cao thôi đúng không? Đây, AD. Này, vẽ đường cao thì cái mép thước này mình sẽ để nó bằng với cái đường này và ngay A kéo thẳng xuống sẽ tạo nên đường cao thôi. Chờ, vẽ cho chính xác nha, thì một lát cái hình là mình nó mới đúng được. Còn mình vẽ sai thì làm sao mà đúng được cái hình nào? Đường cao AD. Rồi tôi vẽ D vào. Đúng chưa? Đường cao AD. Rồi, đường cao gì nữa đây? BE. Rồi ngay B dựng cái đường cao. Dựng cho nó vuông góc đàng hoàng á. Rồi nó xét cái tầm O của tôi rồi. Ô trời trời trời. Hay nó bằng ngay tâm nhỉ? Chết rồi. Ồ. Đây. Nó gần gần vậy thôi chứ chả ngay tâm. Rồi. Tâm ô như này. Để tôi sửa cái tâm lại. Nó nằm ngay tâm. Xóa đi. Rồi. Sửa chữ ô lại. Khỏi ghi cũng được, khỏi ghi ô cũng được ha. Rồi. Đường cao B gì đây? Đường cao BE, vậy đây là E. Đấy. Rồi đường cao gì nữa? CF. CF. Chắc chắn đi qua đây là đường cao luôn, khỏi cần đo luôn. Đó. Giao điểm của ba đường cao là trực tâm. Đường cao là CF. Rồi. Đây. Đường cao AD, đường cao BE, đường cao CF. Và các đường cao này cắt nhau tại H. Như vậy thì chỗ này chính là gì đây? Là H. Ok. Các đường tròn O tại M và N. Như vậy thì Tại vì MNB có nghĩa là đường cao AD cắt đường tròn tại điểm gì? M. Đường cao BE cắt đường tròn tại N. Và đường cao CF cắt đường tròn tại B. Như vậy đường cao AD này nó sẽ cắt cái đường tròn tại đâu? Đường cao AD này nè. AD nè, sẽ cắt đường tròn tại tại M. Kéo dài ra xíu nữa nè. Ôi trời. Đấy. Cắt đường tròn tại M. Đường cao BE. Đây, BE cắt đường tròn tại N, đúng không? BE. Đây. Tại N. Đường cao CF cắt đường tròn tại B. Cố gắng vẽ hình cho được nha. Có nhiều anh rồi, thầy ơi em chứng minh được mà vẽ hình không được là thua luôn. Không vẽ hình được làm sao chứng minh, đúng không? MNB. Anh này là B. Rồi. Xong. Thế là mình đã hoàn thành xong cái hình. Tiếp tục câu A, chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp. Này, chứng minh tứ giác C, E, H, D nội tiếp. Tứ giác này nội tiếp khá đơn giản. Có nhìn nè, có góc HDC bằng 90 độ. Tại vì AD là đường gì? Đường cao. Hoặc là mình ghi AD vuông góc BC, được chưa? Rồi, HDC rồi. HEC bằng nhiêu? 90 độ.
Tại vì BE là đường đường cao, hoặc là vì BE vuông góc AC. Đấy, thì gì? Thì tứ giác. Tứ giác gì đây? CEHD này như thế nào? Nội tiếp hai góc đối cộng lại 180 này. Rồi, vậy đã giải quyết xong. Như vậy người ta kêu xác định tâm. Khi mà tứ giác này nội tiếp, vậy tâm nó sẽ vẽ được một cái gì? Cái đường tròn nằm bên ngoài cái tứ giác. Khi mà đường tròn nằm bên ngoài gọi là đường tròn ngoại tiếp. Như vậy thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này là trung điểm của ai? Của H, HC, đúng không? Hai góc vuông này đều nhìn cạnh HC mà. Vậy tâm nó chính là trung điểm HC. Nhưng mà người ta kêu, không kêu xác định tâm, người ta kêu chứng minh nó nội tiếp thôi. Rồi bây giờ xử lý nha. Xử lý bài 10 nè. Hình đó, cái hình này. Rồi bây giờ cái câu A chứng minh bài 10 nha. Bài 10 chứng minh tứ giác CEHD này nội tiếp, CEHD nội tiếp. Muốn chứng minh tứ giác này nội tiếp thì xét tứ giác đó trước. Đó, rồi muốn làm gì làm. Rồi có góc gì đây? H gì? HEC. Có góc HEC này bằng 90 độ tại vì BE là đường đường cao, hoặc là vì BE vuông góc lại AC. Được chưa? Đó. Rồi, HDC này cũng bằng nhiêu? 90 độ tại vì AD này là đường cao, hoặc là vì AD vuông góc lại BC. Đây, vì AD vuông góc BC. Rồi, suy ra hai góc đối diện này cộng lại 180 là HEC cộng HDC. Đây, HEC cộng HDC bằng 90 độ cộng 90 độ bằng 180 độ. Suy ra tứ giác này nội tiếp. Đã giải quyết xong câu A. Ok, khó khăn gì đâu nào. Được chưa? Dễ chưa? Chứng minh nội tiếp dễ chưa? Đó. Rồi, bây giờ chứng minh 4 điểm. Chứng minh 4 điểm BCEF cùng thuộc đường tròn. Nghĩa là chứng minh tứ giác BCEF này nội tiếp. Thuộc đường tròn nghĩa là nội tiếp. Nói lại nào. BCEF này. BCEF. Nói lại. Được chưa? Chứng minh tứ giác BCF nội tiếp thì muốn chứng minh nội tiếp nói lại đúng không? Nói tứ giác này lại trước đã. Nói lại cái mình thấy liền. Đây. Rồi. Nhìn tứ giác nè. BCEF thì rõ ràng góc này vuông thì mình có thể để bên đây là như thế nào đây? Vuông. Thì rõ ràng góc F này nè, nhìn cạnh gì đây? BC. Góc E này vuông cũng nhìn cạnh gì đây? BC. Như vậy thì mình nói BFC bằng 90 độ, rồi BEC bằng 90 độ, và hai góc vuông này cùng nhìn một cạnh gì đây? BC. À, hai đỉnh này nè, đỉnh E, đỉnh F cùng nhìn một cạnh BC dưới một góc gì đây? 90 độ. Như vậy thì tứ giác này nội tiếp. Mà khi tứ giác này nội tiếp thì bốn điểm BCEF sẽ thuộc đường đường tròn. Tâm của tứ giác này là ai? Tâm của tứ giác này chính là góc này nhìn cạnh BC, góc này nhìn cạnh BC. Như vậy tâm của nó chính là trung điểm của BC. Đó. Chứng minh nào dễ đúng không? Quá dễ mà. Nhìn hình giải thuyết nhìn có nghĩa mình làm hoài luôn, cái mình nhìn cái hình tự động ồ cái này dễ ẹt mình được làm. Còn mình không giải bài mình thấy ồ hình học sợ quá mình né không là mình chết. Mình né nó là mình chết. Mình né nó ví dụ đang giải hình, đang giải đại số ngon lành đi, qua bài học chết rồi, tới nữa rồi nó tới nữa rồi nó tới nữa rồi chạy liền là bỏ, là biến dạy. Bắt đầu mình sẽ, từ đó mình sẽ sợ hình học, thấy hình học là rất sợ. Tiết đại số thì còn ai mà mê đại số tới tiết đại số ngồi học, còn ai mà gặp hình học rồi tới hình học muốn nhảy rào không, sợ đó. Rồi giải đi nào. Thì bây giờ mình muốn chứng minh BCEF cùng nằm trên đường tròn thì sẽ chứng minh tứ giác BCEF. BCEF này nội tiếp, xét tứ giác BCEF có góc BFC này bằng 90 độ tại vì CF vuông góc là ai? Vì CF vuông góc là AB, hoặc là vì CF là đường cao ha. Rồi, BEC này cũng bằng 90 độ tại vì BE là đường đường cao, hoặc là vì BE vuông góc AC. Rồi, suy ra FE cùng nhìn gì đây? Đỉnh FE có nghĩa là F và E cùng nhìn cạnh gì? BC dưới một góc gì đây? Vuông. Suy ra FE cùng nhìn BC dưới một góc vuông. Suy ra tứ giác này nội tiếp BCEF nội tiếp. Kết thúc câu B. Bây giờ đến câu C nè. Câu C là chắc chắn phải chứng minh đồng dạng thôi. Và cái đồng dạng rất dễ, cố gắng mà chứng minh đi nào. Tại sao gọi là dễ? Tại vì á, mình học vật lý của lớp 9 á, ở học thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, mình sẽ học về chứng minh tam giác đồng dạng. Mà nếu mình sợ tam giác đồng dạng, tức nghĩa là mình không học toán được, và đồng nghĩa mình cũng chẳng chứng minh được lý nha. Ở phần
thấu kính hội tụ phân kỳ. Mình phải chứng minh được đồng dạng thì mình mới giải được bài tập nha. Rồi bây giờ câu C nè, bây giờ tôi hướng dẫn câu C, coi đề nha. Câu C nè, chứng minh AE nhân AC bằng AH nhân AD. Tôi viết ra trước, chứng minh, tôi viết cái đề câu C nha, chứng minh từng cụm đi chứ viết nhiều mấy đứa ngán. AE nhân AC bằng AH nhân AD. AE nhân AC bằng AH nhân AD thì cứ gom bình thường thôi. A thằng này với này trước tạo thành tam giác. AA giống thì lấy chữ thôi, AE. Và thằng này với này ACD. Rồi, bắt đầu mình sẽ nhìn vào cái tam giác. Phải có tam giác nhỏ, tam giác lớn không? Thường nó sẽ nằm ở dạng tam giác nhỏ, tam giác lớn. Tam giác nhỏ, tam giác lớn nghĩa là tam giác nhỏ nó nằm trong, rồi tam giác lớn nó bao ngoài. Nè, AEH. Coi coi. AEH. A gì? ACD. ACD. Nè, AEH phải một tam giác nhỏ không? Rồi ACD phải một tam giác lớn nó bao quanh tam giác nhỏ không? À, khi mà nó đưa về dạng này, ngon rồi đó. Chứng minh dễ rồi đó. Nghĩa là AEH có góc gì đây? Góc A. Rồi ACD nó cũng có góc gì? Góc A. Như vậy góc A là góc chung của hai tam giác này. Được chưa? A chung. Nên để A trước. Được chưa? Rồi mình nhìn tam giác nhỏ AEH có góc E bằng 90 độ. Có góc E bằng 90 độ. ACD có góc gì bằng 90 độ? Góc D. Như vậy góc E này sẽ bằng góc D. Đó. Như vậy thì tam giác nhỏ là chữ A bằng tam giác lớn bên kia là chữ A. Góc A. Tam giác nhỏ có góc vuông là E thì để góc vuông kế bên. Tam giác lớn bên kia có góc gì vuông? Góc D. Do đó chữ D phải để trước. Rồi mới tới chữ gì? Chữ C. Còn tam giác này là đúng. Cái này sửa lại. Tại vì các đỉnh nó phải tương ứng. A của tam giác này bằng A tam giác này. E của tam giác này sẽ bằng D tam giác này vì bằng 90 độ. Và cái điểm còn lại thì để sao? Ok chưa? Như vậy thì mình sẽ xét tam giác là gì? AEH và tam giác AD, ADC. Ha, xét tam giác. Rồi tôi đã giải luôn rồi, bây giờ sẽ xử lý thôi. Thế này. Hồi nãy mình đã chứng minh tứ giác này nổi tiếp thì suy ra 4 điểm BCEF này phải thuộc trên đường, nằm trên đường tròn, nghĩa là thuộc đường tròn. Xong ha, xong câu B nha. Bây giờ đến câu C này. Như hồi nãy tôi đã phân tích thì mấy đứa xét tam giác gì? AEH. AEH và tam giác lớn là AD, DC. Thứ nhất là có góc A là góc chung của hai tam giác. Góc A chung. Được chưa? Đây là điều thứ nhất. Rồi, mình có góc gì? ADC này bằng 90 độ. Đúng không? ADC này bằng 90 độ. Sẽ bằng góc AE gì đi? ADC sẽ bằng AEH vì cùng bằng 90 độ, suy ra hai tam giác này đồng dạng. Được chưa? Nhưng mà tôi sẽ chứng minh từ từ. Mình có góc AEH này. AEH là góc E đó. AEH này bằng 90 độ. Vì BE nhân AC. Rồi ADC này cũng bằng 90 độ vì AD nhân BC. Ngoéo lại, dùng cái mặt ngoéo lại, suy ra hai góc này sẽ bằng nhau vì bằng 90 độ. Đây là điều thứ nhất, một góc. Đây là góc chung của hai tam giác. Bên đây là góc E của tam giác. Góc E của tam giác nhỏ này nè bằng góc D của tam giác lớn. Đó. Rồi, bằng 90 độ. Đây là điều thứ nhất, đây là điều thứ hai. Từ hai điều này suy ra tứ giác này đồng, hai tam giác này đồng dạng. Đúng chưa? Hoặc là mấy đứa bỏ cái dòng này cũng được, bỏ hai dòng này cũng được. Mấy đứa chỉ cần nói A chung. Góc A chung rồi góc ADC của tam giác lớn bằng góc AEH của tam giác nhỏ vì cùng bằng 90 độ, suy ra hai tam giác này đồng dạng. Rồi, bắt đầu đồng dạng nè, bắt đầu mình lấy nè, AE. Mình nhìn vô đây. AE là hai chữ đầu đúng không? Rồi, mình lấy hai chữ đầu. Bên đây lấy hai chữ đầu thì bên đây phải lấy hai chữ đầu là AE trên AD. Được chưa? Rồi mình nhìn lại AE với AD mình đã lấy rồi. Còn AC và AG đây? AC và AH. Như vậy bên đây lấy được cạnh gì? Còn AC với AH thì mình đây sẽ lấy gì? AH. AH là chữ đầu chữ cuối. Ở bên này cũng phải lấy chữ đầu chữ cuối là AC. Bắt đầu dục chéo là AE nhân AC bằng AH nhân AD. Đây là điều phải chứng minh. Xong. Dễ không nào? Đó là chứng minh đồng dạng. Cứ nhớ thường nó sẽ nằm ở dạng tam giác nhỏ và tam giác lớn. Thường nó nằm vậy đó.
đối với cái năm lớp 9 này thôi, thường nó sẽ nằm ở dạng đó, nhưng ở năm lớp 8 thì nó nhiều dạng lắm. Nhưng mà tôi hy vọng là đa số sẽ là dạng tam giác nhỏ, tam giác lớn để mấy đứa biết làm nha. Rồi, tiếp tục. Mình đã chứng minh anh này nói AE nhân AC bằng AH nhân AD. Tiếp tục, chứng minh AD nhân BC bằng BE nhân AC. Chứng minh. Nhiệm vụ của mấy đứa là phải lọc được cái tam giác nha. AD nhân BC bằng BE nhân AC. Này, chứng minh này đồng dạng nè. Bắt đầu AD BE. Có giống nhau gì không? AD với BE sao ghép? Bốn chữ này khác nhau, không được. AD không ghép được với BE, bỏ đi. AD với ai? AC. Vậy ADC và BE, BC sẽ ghép với là BE tại vì giống nhau chữ B. Vậy BCE cứ đi ghi đại ra đi. Rồi bắt đầu nhìn nè, nhìn phải tam giác nhỏ, tam giác lớn hay không ha. ADC, ADC là tam giác lớn. BC, BCE, BC, BCE. Tam giác. Không được rồi. AD nhân BC, AD nhân BC bằng gì đây? AD nhân BC bằng BE nhân AC. À, đúng rồi. Rồi bây giờ nhìn hai tam giác này coi, coi nó có giống với nhau cái gì hay không nha. Nhìn nè. ADC. ADC là tam giác này. Rồi BC, BCE là tam giác này. Giống nhau gì không? Giống nhau gì không nào? Mấy đứa nhìn đi. ADC và BCE. ADC, BCE. Thứ nhất nè, ADC là có cái góc C. Rồi BEC, cái tam giác lớn này ADC là có cái góc C. Tam giác này BEC cũng có cái góc gì? Cái góc C. Chắc chắn góc C là góc gì của hai tam giác? Góc C này là góc chung của hai tam giác nè. Như vậy thì điều đầu tiên là có C chung, nên C phải để trước. Tam giác này để chữ C trước. Tam giác bên đây cũng phải để chữ C trước. Được chưa? C chung. Tiếp tục mình nhìn hai tam giác ADC à, có góc vuông tại D. Rồi BEC có góc vuông tại E. Vậy thì tam giác này thì mình để chữ gì đâu? Chữ D vuông, góc D vuông. Tam giác BEC thì có góc gì vuông? Góc E vuông, để chữ E vô. Rồi, còn cái điểm còn lại thì ship vô. CD vậy anh này là A. CE thì anh này là B. Chắc chắn mình sẽ xét hai tam giác này. Được chưa? Sắp xếp đi nào. Rồi bây giờ sẽ xét CDA và CEB đúng không? C. C này. Xét hai tam giác này. Xét tam giác CDA và CEB như hồi nãy mình đã ghi, được không? Thứ nhất là có góc gì chung nè? Góc C chung là của C chung của hai tam giác, tại vì tam giác BEC cũng có C nè. Rồi ADC cũng có góc C. Vậy góc C là góc chung của hai tam giác. Ở đây tôi đặt đây là điều thứ ba, hồi nãy tôi kia 1 2 rồi, đây là điều thứ ba. Rồi có góc gì nữa? Có góc CADC, CDA, CDA là góc D hay là ADC gì cũng được bằng chấm độ vì AD vuông góc là BC. AD vuông góc là BC. Rồi, có góc này vuông. Rồi góc BEC này cũng bằng 90 độ tại vì BE vuông góc AC. BEC. Rồi suy ra hai góc này phải bằng bằng nhau. Suy ra hai góc này bằng nhau. Vì cùng bằng 90 độ. Đây là điều thứ ba, đây là điều thứ tư. Thứ nhất là có góc chung. Rồi thứ hai là hai góc này bằng 90 độ. Hai góc vuông. Có tam giác bằng 90 độ. Vậy hai tam giác này sẽ đồng đồng dạng theo trường hợp góc góc. Từ điều thứ ba từ thứ tư suy ra hai tam giác này đồng dạng. Hoặc là mình có thể nói C chung, sau đó mình nói là góc ADC sẽ bằng góc BEC bằng 90 độ luôn, nói luôn cái chỗ này cũng được.
Rồi, suy ra hai tam giác này đồng dạng, khỏi nói 3 4 gì cũng được nha. Rồi. Ở đây tôi nói rõ ra. Rồi bây giờ AD. Nhìn nha, AD. AD là hai chữ cuối nè, AD hay là DA gì cũng như nhau thôi. Vậy lấy hai chữ cuối là DA. Bên đây lấy hai chữ cuối thì bên đây lấy hai chữ cuối là EB. Được chưa? DA. DA lấy rồi nè. EB lấy rồi, còn BC với AC. Vậy BC với AC, bên đây lấy gì được chứ? AC. AC là gì? CA. Bên đây lấy chữ đầu chữ cuối thì bên đây cũng phải chữ đầu chữ cuối là CB, chụp chéo lên. DA hay là gì? Là AD. Nhân BC hay CB hay là gì? Là BC, chụp chéo lên. Bằng EB hay là gì? Là BE. CA hay là AC, lộn ngược được. EB, BE, CA, AC gì cũng được. 11 mấy đứa lên lớp 10 á, học phần vector á, thì nó mới quy định là điểm đầu, điểm cuối. Phải quy định rõ ràng A, vector AB, rồi vector BA nó hoàn toàn khác nhau. Còn đoạn thẳng thì AB hay là BA gì cũng như nhau cả nha. Rồi, cách khác mình chứng minh. Mình thuộc công thức diện tích của tam giác á. Thì bây giờ nè, diện tích của tam giác ABC, diện tích A, tam giác ABC bằng 1 phần 2 AD vuông góc là ai? BC. Đúng không? Tại vì mình liên quan đến AD và BC. AD và BC thì mình nhận diện tích tam giác ABC sẽ bằng đáy nhân 1 phần 2 đáy nhân cao. 1 phần 2 đáy là ai? BC nhân cao là ai? AD. Rồi, BE cũng là đường cao rồi đúng không? Vậy diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 đáy nhân cao. Đáy là AC nhân cao là BE. Đó, tôi giải cách khác. Này, diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 BE nhân AC. Này, tam giác ABC bằng 1 phần 2 đáy nhân cao. 1 phần 2 đáy lại BC nhân AD, hay là AD nhân BC gì cũng được. Rồi, được chưa? AD nhân BC. Tiếp tục, diện tích tam giác ABC đường cao là BE. Tại sao mình chọn BE? Tại vì nó liên quan đến cái mình chứng minh này. Vậy 1 phần 2 đáy nhân cao là đáy là ai? 1 phần 2 diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 đáy là AC nhân gì? Nhân BE. Hay là 1 phần 2 BE nhân AC. Đây, hai cái diện tích này thì như thế nào? Bằng nhau. 1 phần 2 này thì như thế nào? Bằng nhau. Vậy BE nhân AC và AD nhân BC phải bằng nhau. Hai này bằng nhau, 1 phần 2 bằng nhau. Vậy cái cụm này với cụm này phải bằng nhau. Vậy suy ra AD nhân BC bằng BE nhân AC. Đây là điều phải chứng minh. Suy ra nhanh luôn. Đó, cái này là nhanh nhất. Được chưa? Cái này là nhanh nhất. Nhưng tùy trường hợp thôi. Và các trường hợp tôi muốn mấy đứa làm là mấy đứa phải biết chứng minh hai tam giác đồng dạng. Đối với lớp 8 nữa, mình gặp tam giác đồng dạng sợ quá, tôi không biết làm. Nhưng lên lớp 9 cố gắng phải làm cho được thì mình mới làm bài thi, bài kiểm tra được nha. Cố gắng lên nào. Rồi, tiếp tục. Câu D, chứng minh H và N đối xứng qua BC. Chứng minh H với N này nè đối xứng qua BC. Đối xứng nghĩa là D này phải là gì? Là trung điểm của MN. Và BC phải vuông góc là D này. M với H, H với M này nè đối xứng qua cái đường BC này, thì D này phải là trung điểm của HM. Rồi BC này phải vuông góc là HM, thì D này mới đối xứng được. Thì mình đã học rồi, đối xứng của đoạn thẳng thì nó đối xứng thì hai bên nó phải như thế nào? Bằng nhau và nó phải vuông góc. Nhớ nha. Rồi, bài này giả nè. Như thế nào đây? Thứ nhất, cái điều mình cần làm á là mình phải chứng minh cái gì đây ta? Nói sao đây? Bây giờ mình sẽ chứng minh trung điểm trước, tại vì vuông góc đó đã có rồi. Mình sẽ chứng minh là trung điểm. Xin nghĩ coi. Chứng minh nè, để tôi ghi cái đề đó các bạn. Tôi đã giải rồi đó, nhưng mà tôi
Tôi chờ mấy đứa suy nghĩ đó. Chứng minh. H và M đối xứng qua BC. Chứng minh H và M đối xứng qua BC. Đối xứng thì nó phải vuông góc và nó phải là trung điểm. Cái D này nè, BC phải vuông góc là HM và D này phải là trung điểm thì mới gọi là đối xứng. Suy nghĩ coi. Chứng minh thế nào đây? Câu này là câu cuối cùng của bài rồi đó. Đây này, câu D là câu cuối cùng của bài 10 này rồi. Hãy cố gắng giải coi nào. Suy nghĩ đi. Chờ một chút xíu, suy nghĩ. Với tôi bây giờ tôi giải ra còn gì suy nghĩ nữa nè, đúng không? Chứng minh đi nào. Thôi bây giờ mình sẽ giải quyết này. Cái điều đầu tiên á, mình chứng muốn chứng minh nè, D này nè. Đó, chứng minh D này là trung điểm đúng không? Thì mình sẽ chứng minh tam giác HBM này như thế nào đây? Căn hoặc là HCM này như thế nào đây? Căn. Khi mà hai tam giác này căn rồi mà có CH là đường gì rồi? CD là đường gì rồi? Đường cao. Đồng thời là đường gì đây? Trung tuyến. Vậy hai này sẽ bằng nhau. Khi mà hai này bằng nhau rồi, vậy BC thì vậy thì H với M sẽ đối xứng với lại H với M sẽ đối xứng là BC nha. Đối xứng là nó bằng nhau đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh tam giác HCM này căn. Chứng minh căn như thế nào? Mình muốn chứng minh căn á thì mình phải chứng minh góc của nó bằng nhau. Để tôi vẽ cho. Chứng minh căn. Chứng minh tam giác HCM căn. Ở trước tôi đã chứng minh tam giác HBM gì căn ở cái bài trước á, mà tôi không biết cái bài số mấy, tôi quên đây. Để tôi coi lại. Bài trước đã giải một bài rồi, nó gần gần giống y chang vậy nè, bài số 6 đó. BHD căn ha. BHD hình như nó nằm chữ D nằm đâu ngay này nè. Đó, thì bây giờ tôi sẽ chứng minh tam giác bên đây. Thì để chứng minh căn thì tôi đặt đi. Anh này là C1. Tôi đặt cái góc nhỏ này nè. Là C1. Cái góc nhỏ này nè là C2 đi. Được chưa? Rồi, bây giờ này. Bây giờ mình chỉ cần chứng minh C1 bằng C2 là xong. Rồi bây giờ mình nhìn nha. Nhìn tam giác BFC này. Tam giác BFC này. Đúng chưa? BFC này. Có góc C2 cộng góc B mấy đi. Góc này đặt là B mấy, B1 đi. Đó, có góc C2. Đó, tôi gạch hai dấu. À, có góc C2 này cộng với là góc B1 này. Bằng nhiêu? C2 cộng với B1 bằng nhiêu? Góc F này vuông rồi. Vậy thì thằng C2 cộng với thằng B1 bằng nhiêu? 90. Đúng không? Rồi. Góc A này, A này đặt là A mấy? A1 đi. Rồi, góc A1. Rồi. Nè, nghe nè. Tam giác BFC vuông tại F, đúng không? Có góc C2 cộng góc B1 bằng 90 độ. Tam giác BAD vuông tại đâu? Vuông tại D. Nghĩa là góc này vuông rồi. Như vậy góc A1 cộng B1 cũng bằng nhiêu? Góc này vuông là 90 rồi. Như vậy A1 với B1 cộng lại phải bằng 90. Nghe này. Anh này cộng với anh này bằng 90. Kịp chưa? Rồi. Anh này cộng với anh này bằng 90.
Như vậy thì anh này với anh này phải bằng nhau. Mà trong cái đường tròn mà cái tứ giác góc ABAM này như thế nào, nói tiếp. Và góc này nó chắn cung gì đây? MB. Mà góc A1 này nó sẽ bằng góc C1 này, vì cùng chắn cung gì đây? MB. Hai góc nội tiếp cùng chắn cung MB. Đúng không? Nè, A2 bằng A1, mà A1 lại bằng C1 thì dẫn đến C1 bằng C2. Mà khi C1 bằng C2 thì tam giác HCM này nó sẽ là cạnh. Nè, C1 bằng C2. Vậy CD sẽ là tia gì đây? Tia phân giác của tam giác này. Mà CD lại là đường gì nữa? Đường cao. Vuông góc mà. Nó vừa là đường phân giác, CD vừa là phân giác, vừa là đường cao. Như vậy thì tam giác này sẽ là tam giác cân. Kịp chưa? Ngược lại, CD là đường phân giác, CD là đường trung tuyến thì nó cũng tam giác này cũng cân. Nhớ chưa? Nó là hai trong bốn đường thì lập tức nó trở thành cân. Ngược lại, từ cân có một đường thì đường đó nó cũng sẽ là ba đường còn lại. Cao, trung tuyến, phân giác, trung trực gì đó. Bữa tôi để giảng rồi. Ai không biết thì coi clip hình học ôn tập lớp 7 hình học nha. Hình học của lớp 7 á, vào cái clip hình học của lớp 7 của tôi ôn tập lại tất cả các dạng hình đó, về cái tam giác cân là sao, tam giác đều là sao, rồi đường trung tuyến, đường cao, đường trung trực là sao, tôi có hướng dẫn hết nha. Rồi, nhiệm vụ của mình chứng minh là tam giác này cân nè, đã nói rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xét tam giác, tôi giải luôn nè, đưa bài giải nha. Rồi, xét tam giác ABD trước. ABD vuông tại đâu? Vuông tại D. Có góc A1 cộng góc B1 bằng nhiêu? 90 độ. Đây là một sao. Tại vì hồi nãy tôi đã đặt 1, 2, 3, 4 rồi. Giờ đặt 5, 6 cũng được. Nhưng mà giờ tôi thích đặt sao, một dấu sao. Rồi, rồi xét tam giác BFC vuông tại đâu? Vuông tại F. Được chưa? Rồi, có góc C2 cộng góc B1 cũng bằng nhiêu? 90. Đó, đây là hai sao. Nè, A1 cộng B1 bằng 90, C1 cộng B1 bằng 90, B1 với B1 bằng nhau. Vậy A1 90, C1 90. Vậy A1 sẽ bằng gì đây? C1, đúng chưa? Vì cùng bằng 90 không phải đâu, tại vì ghi vậy thôi. Cứ hiểu, hai này giống nhau là bằng nhau, hai này bằng nhau, vậy chắc chắn hai này phải bằng nhau. Vậy từ một sao, hai sao suy ra A1 bằng C1. Ok chưa? Góc A1 này sẽ bằng góc C1. Mà A1 lại bằng C mấy? Wow, nhầm nha. Tôi đặt được nhầm rồi. A1 cộng B1 bằng 90 C1. Vậy tôi đặt này 2 này. Sửa lại đi. Tôi giải trước, tôi đặt 2 rồi. Tôi không nhớ. Thôi đặt này 2, đặt này 1, này 2 đi nha. Đặt lại nha. Thôi, lại nè. Có A1 cộng B1 bằng 90, C1 cộng B1 bằng 90. Được chưa? Rồi. Vậy B1, B1 bằng vậy A1 bằng C1. Rồi. A1 này bằng với C1 này rồi đúng không? Mà A1 chắn cung gì đây? Góc A1, góc AMB á, nghĩa là góc A1 là góc nội tiếp. Và góc nội tiếp này chắn cung gì đây? MB. Rồi góc BCM là góc C2 này nè, nó cũng là góc nội tiếp và nó chắn cung gì đây? BM, đúng không? Vậy A1 sẽ bằng C1, là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM thì bằng nhau. Rồi, từ 1 và 2 suy ra A1 bằng C1 rồi. A1 bằng C1 rồi. Mà A1 lại bằng C mấy nữa? C2. Mà A1 lại bằng C2. Hai góc nội tiếp, hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM. Đó. Như vậy thì này, A1 bằng C1 mà A1 lại bằng C2. A1 bằng C1 mà A1 bằng C2. Như vậy dẫn đến C1 và C2 bằng nhau, tính chất bắt cầu. A1 với A1 bằng nhau nè, vậy C1 sẽ bằng C2. Được chưa? Khi mà C1 bằng C2 vậy CD chính là tia phân giác. Được chưa? Của tam giác CHM. CD là tia phân giác của tam giác CHM. Khi CD là tia phân giác rồi mà CH lại là gì của cái tam giác này nữa? Mà CD nè,
Mà CD lại là gì của tam giác CHM nữa? Mà CD này lại là đường đường cao đúng không? Mặt khác CD là đường cao của tam giác CHM. Nó vừa là đường phân giác vừa là đường cao, vậy dẫn đến tam giác này là tam giác cân, được chưa? Cân về C. Rồi. Khi mà nó cân rồi, vậy CD xét tam giác CHD cân có CH là đường gì? Đường cao. Đồng thời là đường gì? Mình cần nó bằng nhau. Vậy mình sẽ nói nó là đường trung tuyến. Vậy CH là đường cao đồng thời là đường trung tuyến của tam giác này. Khi mà nó là đường trung tuyến rồi, vậy D này chính là trung điểm. Vậy thì DH sẽ bằng DM. Xét tam giác này cân CHM cân tại C. Có CD là tia phân giác đồng thời là đường trung tuyến, tại vì mình muốn nói là trung điểm mà. Suy ra D là trung điểm của HM. Được chưa? Này. Này. Đó. CD là đường trung tuyến, đúng không? Xét tam giác CHM có CD là đường cao thì nó sẽ đồng thời là đường gì? Trung tuyến. Khi mà CD là đường trung tuyến, vậy D chính là trung điểm. Được chưa? Như vậy thì DM sẽ bằng DH. Ok, mình đã nói nó bằng nhau rồi. Tiếp tục, mình sẽ nói đường BC này như thế nào với HM nữa. Vuông góc. Mà HM lại vuông góc BC. Mà HM lại vuông góc BC. Tại vì AD là đường cao, vậy mà hai này lại vuông góc nữa. Hai đoạn này bằng nhau mà HM lại vuông với là BC. Vậy thì H sẽ đối xứng với M qua B, BC. Từ 3 sao, đoạn này là 3 sao là nó bằng nhau và nó vuông góc. Nè. Đoạn này bằng đoạn này mà nó lại vuông góc nữa. Thì MH đối xứng với M qua BC. Được chưa? Nè. Rồi. Rồi xem lại toàn bài câu số 10 nhé. Đây câu số 10 là kết thúc rồi. Tôi cũng vất vả lắm chị giảng nha. Rồi câu số 10 này. Cái hình này. Đây nè. Hình nè. Rồi bài giải câu A đâu. Câu A này. Đó. Rồi bài giải câu A này. Không viết ra là giải rất là lâu. Viết sẵn luôn á mà giải còn lâu thế. C này, đúng không? Cái tuần này. Bên đây vẫn là câu C luôn. Đó, tại vì câu C tôi có hai ý mà. Rồi cách này là cách khác. Cách khác của cái câu này ha, câu này giải rồi đây là cách khác, nó nhanh hơn. Nhưng mà cách này nó không thông dụng lắm nha. Chứng minh đồng dạng là thông dụng nhất. Rồi đến câu D. C rồi đến D. Đó. Ok, xong.